Anh và Phạm Hùng Cường, xứ ngôn viên từ đài IBC TV xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Đến với chương trình tin tức tổng hợp trưa hôm nay trên băng tần 57.19 của miền Nam, 16.12 của miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên trang mạng ibctv.us hoặc qua kênh YouTube IBC TV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và kính thưa quý vị khán thính giả, để mở đầu cho phần tin buổi trưa ngày hôm nay, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh điều tra các tòa nhà bị sập, bắt giữ 113 người. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ và Ukraine thảo luận các ưu tiên cho cuộc họp của đồng minh. Chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ vật thể không xác định trên bầu trời Canada. New Zealand chuẩn bị chống bão Gabriella. Ít nhất 28.000 người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Và sau đây xin kính mời quý vị khán giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Phạm Hồng Cường. Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh điều tra các tòa nhà bị sập, bắt giữ 113 người. Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng bất kỳ ai bị nghi ngờ và chịu trách nhiệm về vụ sập tòa nhà trong các trận động đất kinh hoàng ở nước này gần một tuần trước và đã ra lệnh bắt giữ 113 nghi phạm. Phó Tổng thống Fuad Otay cho biết rằng 131 nghi phạm cho đến nay đã được xác định là chịu trách nhiệm về việc đổ sập của một số hàng nghìn tòa nhà bị san phẳng ở 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi trận động đất vào đầu ngày thứ hai tuần trước. Lệnh giam giữ đã được ban hành đối với 113 người. Ông Otay nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Trung tâm Điều phối Quản lý Thảm họa ở Ankara. Chúng tôi sẽ theo dõi điều này một cách tỉ mỉ cho đến khi quá trình tư pháp cần được thiết lập hoàn toàn, đặc biệt là đối với các tòa nhà bị thiệt hại nặng nề và các tòa nhà gây ra thương tích và tử vong. Ông cho biết rằng Bộ Tư pháp đã thành lập các văn phòng điều tra tội phạm động đất ở các tỉnh bị động đất để điều tra các trường hợp thương vong. Bộ trưởng Môi trường Murad Kurum cho biết rằng 24.921 tòa nhà trong khu vực đã bị sập hoặc hư hại nặng nề trong trận động đất, dựa trên đánh giá đối với hơn 170.000 tòa nhà. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ và Ukraine đã thảo luận các ưu tiên cho cuộc họp của đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine Oleksiy Reznikov đã thảo luận về các ưu tiên, bao gồm phòng không và đạn pháo cho các cuộc gặp sắp tới của các đồng minh của Kiev tại Brussels, Bỉ. Cả hai bên cho biết vào cuối ngày thứ Bảy, sau khi nhận được lời hứa về các xe tăng chiến đấu hiện đại, bao gồm loại M1 Abrams của Hoa Kỳ, Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Kiev khác cũng đã thúc giục các đồng minh gửi máy bay chiến đấu. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine sẽ họp vào thứ Ba tại trụ sở của NATO sau một hội thảo vào ngày 20 tháng 1 tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Quốc gia đóng vai trò chủ chốt cho các quyết định gửi xe tăng. Ông Austin và ông Brednikov đã thảo luận về tầm quan trọng của việc thực hiện lời hứa nhanh nhất có thể. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài, chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết trong một tuyên bố. Sau một cuộc điện đàm thì ông Brednikov đã viết trên Twitter, Hoa Kỳ kiên định trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời nói thêm rằng hai phía cũng đã thảo luận về tình hình ở tiền tuyến. Chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ vật thể không xác định trên bầu trời của Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Bảy nói rằng, theo lệnh của ông, một máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ đã bắn hạ một vật thể không xác định khi nó bay vào vùng trên không ở Yukon Territory của Canada. Việc bắn hạ được thực hiện một ngày sau khi Hoa Kỳ có hành động tương tự trên bầu trời Alaska. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ đã tổ chức kết hợp giữa Hoa Kỳ và Canada để cùng nhau bảo vệ không phận của hai quốc gia, đã phát hiện ra vật thể bay ở độ cao lớn vào tối hôm thứ Sáu trên vùng trời Alaska. Hai máy bay F-22 và căn cứ chung Elmendor Rejection ở Alaska đã theo dõi chặt chẽ vật thể
trên không phận của Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của máy bay tiếp nhiên liệu của lực lượng phòng không quốc gia Alaska và dành thời gian để quan sát vật thể. Theo một tuyên bố từ phát ngôn viên Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Pat Ryder, vật thể bay vào không phận Canada hôm thứ Bảy. Tuyên bố của ông Ryder cho biết rằng Hoa Kỳ và Canada tiếp tục theo dõi vật thể này trong không phận của Canada với các máy bay CF-18 và CP-140 của Canada tham gia vào đội hình để đánh giá thêm về vật thể này. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại New Zealand, chuẩn bị chống cơn bão Raphael Mesovic, cơ quan dự báo thời tiết của nước này đã cho biết có nguy cơ rất cao gây ra thời tiết khắc nghiệt, tác động mạnh và chưa từng có ở nhiều khu vực của North Island từ Chủ nhật cho đến thứ Ba. Raphael đã được cảm nhận ở khu vực phía Bắc của North Island của đất nước. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán cơn bão sẽ lan xuống phía Nam đến các vùng phía Bắc của South Island. Lượng mưa lớn đáng kể và gió gây thiệt hại được dự báo sẽ xảy ra ở nhiều địa điểm tại miền Bắc và miền Trung của New Zealand, gây ra các điều kiện có thể dẫn tới tình trạng sông ngòi nguy hiểm và lũ lụt nghiêm trọng. Cũng theo cơ quan dự báo thời tiết, thiệt hại đối với các con đường có thể khiến một số cộng đồng bị cô lập. Cảnh báo gió mạnh cũng có hiệu lực đối với Northland, Auckland và bán đảo Coromandel. Các nhà dự báo thời tiết cho biết gió ở khu vực này có thể gây thiệt hại và mất điện trên diện rộng. Vào tháng trước tại Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục gây lũ lụt nghiêm trọng khiến cho 4 người đã thiệt mạng. Ít nhất 28.000 người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lực lượng cứu nạn tiếp tục đưa những người sống sót ra khỏi các đống đổ nát hôm thứ Bảy, 5 ngày sau khi trận động đất mạnh 7.8 độ Richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Một số hoạt động cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị dừng lại trong bối cảnh có tin tức về nạn cướp bóc gần đó. Các cơ quan chức năng nói rằng hơn 28.000 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và hàng triệu người khác đã mất nhà cửa. Ông Martin Griffith, người lãnh đạo ở cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc, cho biết rằng ông dự đoán số người chết sẽ tăng gấp đôi. Khu vực do quân đội nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói hôm thứ Bảy rằng trận động đất là một thảm họa thế kỷ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà hoạt động cứu hộ được tiến hành giữa các đống đổ nát lớn vì các tòa nhà sụp đổ. Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy bắt đầu bắt giữ nhiều nhà thầu, những người mà cơ quan chức tin rằng phải chịu trách nhiệm cho việc xây dựng các tòa nhà kém chất lượng đã bị sập và sâu trong động đất. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa xin tạm dừng giây lát để gửi đến quý vị khán giả phần bảo trợ thương mại. Sư ngôn viên Phạm Hùng Cường và Hà Anh sẽ quay trở lại với một số tin tức được cập nhật như bản tin về 35 nước đã yêu cầu cấm Nga và Belarus tham gia vào Thế vận hội như thế nào, hay bản tin về Việt Nam đã gửi đội cứu nạn đến giúp tìm kiếm những nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ra sao, cùng với một số tin tức mới nhất được cập nhật. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV.